Phương Nam TV, trang trại đại diện Phương Nam xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì hiện tại này mình đang ngồi tại một cái khu vực nuôi đà điểu giống trong giai đoạn 1 tháng tuổi của trang trại đại diện Phương Nam các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì trong cái lĩnh vực kinh doanh đà điểu thì mình đã làm rất nhiều những cái video để chia sẻ và hướng dẫn tất cả các quý vị và các bạn. Nhưng hôm nay mình sẽ làm một cái video theo mình đánh giá là cái video này thì nó sẽ vô cùng là quan trọng và đắt giá. Cái video này thì mình sẽ làm với cái nội dung là sẽ cầm tay chỉ việc. Thông qua cái video này thì mình sẽ coi cái video này ấy, nó sẽ là cái chìa khóa để giúp tất cả các quý vị và các bạn thành công trong lĩnh vực kinh doanh đà điểu các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn đã biết, trang trại đà điểu Phương Nam tại địa chỉ là thôn Hương Trầm, xã Tuy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Số điện thoại hotline là 0912 600 611, website là đà điểu phuong nam.com, fanpage là Phương Nam Food và trang trại đà điểu Phương Nam, kênh YouTube là Phương Nam TV. Bên mình chuyên cung cấp đà điểu giống trong giai đoạn 1 tháng tuổi, tư vấn và chuyển giao kỹ thuật, cũng như là thu mua đà điểu thương phẩm các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì cái video này thì bao gồm những nội dung chính sau. Nội dung thứ nhất thì sẽ là hướng dẫn tất cả các quý vị và các bạn các cái bước phải thực hiện khi quý vị và các bạn nhập đà điểu về cái cơ sở nuôi của quý vị và các bạn nhé. Cái nội dung thứ hai sẽ là cái thức ăn mà quý vị và các bạn phải sử dụng để nuôi đà điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi trở đi các bạn nhé. Cái nội dung thứ ba sẽ là sử dụng cái máng ăn, máng uống như thế nào là đúng các bạn nhé. Cái nội dung thứ tư sẽ là cái cách mà chúng ta sử dụng cái thuốc bổ cho đà điểu như thế nào là chính xác và khoa học các bạn nhé. Cái nội dung tiếp theo sẽ là chế độ ánh sáng bắt buộc phải cung cấp cho đà điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi trở đi các bạn nhé. Và cuối cùng sẽ là cái nội dung là chúng ta sẽ phải bổ sung canxi cho đà điểu như thế nào cho đúng cách các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì trước mắt tất cả các quý vị và các bạn là một ô nuôi đà điểu thương phẩm trong giai đoạn 1 tháng tuổi trở đi các bạn nhé. Cái ô nuôi đà điểu thương phẩm này thì có hai phần. Phần thứ nhất sẽ là cái mái che các bạn này. Đúng chưa ạ? Chúng ta nhìn thấy cái phần mái che nhé các bạn nhé. Phần thứ hai sẽ là cái khu vực nền chuồng các bạn này. Đó, nền chuồng là cái khu vực để đà điểu nó trú mưa, trú nắng và nó di chuyển, vận động các bạn nhé. Mình sẽ nhắc lại cái diện tích để chúng ta thiết kế chuồng nuôi đà điểu các bạn nhé. Trung bình diện tích dành cho nuôi đà điểu thương phẩm sẽ là 5m² trên một con đà điểu. Quý vị và các bạn cứ với cái diện tích như vậy thì quý vị và các bạn sẽ nhân lên với số lượng đà điểu mà quý vị và các bạn tính nuôi. Thì quý vị và các bạn sẽ xây dựng cái ô nuôi đà điểu cho nó phù hợp các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vào cái nội dung đầu tiên các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì khi mà quý vị và các bạn nhập đà điểu về thì quý vị và các bạn hãy thả ngay ra cái khu vực ô nuôi đà điểu thương phẩm các bạn nhé. Quý vị nhớ nhé, không được nhốt đà điểu trong nhà mà hãy thả đà điểu ra cái khu vực ô nuôi đà điểu thương phẩm của quý vị và các bạn nhé. Tuyệt đối không được nhốt đà điểu trong nhà. Sau đó chúng ta sẽ cho đà điểu ăn và cho đà điểu uống các bạn nhé. Quý vị và các bạn chú ý nhé, cái cám mà chúng ta sử dụng để nuôi đà điểu sẽ là cám của gà màu các bạn nhé. Còn đối với cái máng ăn và máng uống là vô cùng quan trọng. Mình xin nhấn mạnh nhé, đà điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi trở đi ấy, thì cái chế độ dinh dưỡng và cái thức ăn dành cho đà điểu là vô cùng quan trọng các bạn nhé. Trong cái máng ăn kia thì chúng ta sẽ phải sử dụng cám của gà màu. Chúng ta sẽ phải trộn lẫn với cả rau xanh. Chúng ta sẽ phải trộn rau với cám với tỷ lệ là 2 rau 1 cám và cho ra giải đều ra cái máng ăn này để cho đà điểu nó ăn các bạn nhé. Còn cái máng uống nước thì là chúng ta sẽ phải bố trí ngay bên cạnh cái máng ăn các bạn nhé. Quý vị và các bạn chú ý nhé, cái máng uống nước là chúng ta sẽ phải bố trí ngay liền cạnh, ngay bên cạnh của cái máng ăn các bạn nhé. Một cái chú ý khi mà chúng ta sử dụng cái máng ăn cho đà điểu là các bạn này, chúng ta sử dụng cái máng ăn cho đà điểu nó phải phù hợp với chiều cao của đà điểu các bạn nhé. Thứ hai là cái máng ăn của đà điểu này nó phải phù hợp với tập tính ăn uống của đà điểu các bạn nhé. Đà điểu nó rất thích ăn dưới nền đất, nên cái máng ăn của chúng ta này phải để càng sát mặt đất, càng giống tự nhiên của nó thì nó mới đúng các bạn nhé. Quý vị và các bạn có thể nhìn cái máng ăn của bên mình này,
đặt sát luôn dưới mặt đất này, thì như vậy là rất phù hợp với đà điểu các bạn nhé. Đà điểu trong mọi lứa tuổi, mọi giai đoạn đều có thể sử dụng chung một cái máng ăn của bên mình các bạn nhé. Ngoài ra thì bên trong cái khu vực ô nuôi đà điểu ấy, chúng ta sẽ phải bố trí thêm những cái khay thức ăn, khay cám ăn như thế này để giúp cho đà điểu của chúng ta nó sẽ có đầy đủ cái máng ăn và khay ăn để giúp cho đà điểu có thể là ăn được đầy đủ tất cả các thức ăn các bạn nhé. Cái rau xanh của đà điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi cho tới 3 tháng tuổi thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng là rau chính, sẽ là cây hoa xuyến chi các bạn nhé. Chúng ta sẽ sử dụng rau xanh chính, đó là cây hoa xuyến chi, và kết hợp với cả rau lang, rau muống trộn lẫn với nhau và cho đà điểu ăn cả ngày các bạn nhé. Đà điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi cho tới 3 tháng tuổi thì bắt buộc sẽ phải là sử dụng rau xanh là những rau mềm các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng rau xanh, đó là cây hoa xuyến chi, sẽ làm cái thức ăn xanh chủ đạo. Chúng ta sẽ trộn lẫn với cả là rau lang và rau muống để cho đà điểu ăn cả ngày các bạn nhé. Đà điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi cho tới 3 tháng tuổi thì nó chưa thể nào mà tiêu hóa và hấp thụ được cái thức ăn xanh có độ cứng, ví dụ như là bèo tây và cỏ các bạn nhé. Nên là tuyệt đối chúng ta chưa cho đà điểu ăn bèo tây và cỏ trong giai đoạn này các bạn nhé. Nếu quý vị và các bạn mà không biết ấy, mà quý vị và các bạn cho đà điểu ăn các cái loại rau xanh cứng, có độ cứng trong giai đoạn này ấy, thì sẽ làm hỏng hết cả đà điểu của quý vị và các bạn nhé. Đà điểu của chúng ta nó sẽ bị rối loạn cái hệ thống tiêu hóa và dẫn đến là nó còi cọc, nó không lớn được và sẽ bị chết đà điểu các bạn nhé. Nếu quý vị và các bạn mà không biết, quý vị và các bạn sử dụng bèo tây và cỏ để nuôi đà điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi cho tới 3 tháng tuổi thì như vậy là sẽ làm hỏng hết đàn đà điểu của quý vị và các bạn nhé. Tuyệt đối không được sử dụng bèo tây và cỏ trong giai đoạn 1 cho tới 3 tháng tuổi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nói đến cái thuốc bổ nhé các bạn nhé. Cái thuốc bổ thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng, một là men tiêu hóa, hai là cái vitamin tổng hợp. Chúng ta sẽ hòa với cả nước để cho đà điểu uống cả ngày các bạn nhé. Chúng ta sẽ sử dụng liên tục trong cả một quá trình mà chúng ta nuôi đà điểu các bạn nhé. Ngoài ra thì với những ngày mà thời tiết nó nắng nóng cao điểm ấy, có thể lên tới 38, 39, 40 độ ấy, thì chúng ta những ngày nắng nóng thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái chất điện giải kaxê này để giúp cho đà điểu nó có thể là vượt qua cái giai đoạn của thời tiết nắng nóng và mùa hè các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì trong cái ô nuôi đà điểu thương phẩm của chúng ta nhé, chúng ta bắt buộc phải sử dụng một cái khay bột đá để riêng ở trong cái khu vực nuôi các bạn nhé. Bột đá có mục đích là để bổ sung canxi cho đà điểu. Canxi đối với đà điểu là vô cùng quan trọng các bạn nhé. Đà điểu nếu thiếu canxi thì dẫn đến sẽ bị hỏng chân. Đà điểu thừa canxi thì cũng sẽ bị hỏng chân. Nên đà điểu của chúng ta phải được cung cấp và bổ sung canxi một cách đúng và khoa học để giúp cho những con nào mà nó thiếu canxi thì nó sẽ được bổ sung canxi. Những con đà điểu nào mà nó đủ canxi rồi thì nó sẽ không bị thừa canxi các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì vừa rồi mình đã vừa chia sẻ tới quý vị và các bạn rất nhiều các cái nội dung liên quan đến video cầm tay chỉ việc. Tiếp theo sẽ là một cái nội dung mà mình đánh giá là cũng hết sức quan trọng, đó là cung cấp ánh sáng cho đà điểu các bạn nhé. Đà điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi trở đi thì chúng ta phải đảm bảo cái yếu tố ánh sáng, đó là 16 cho tới 18 tia ánh sáng tự nhiên cung cấp cho đà điểu một ngày các bạn nhé. Điều đó đồng nghĩa với việc là đà điểu của chúng ta bắt buộc phải được hoạt động và ăn uống ở ngoài trời các bạn nhé. Không được phép nhốt đà điểu ở trong nhà trong giai đoạn 1 tháng tuổi trở đi các bạn nhé. Nếu quý vị và các bạn mà nhốt đà điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi trở đi ở trong nhà ấy, thì chắc chắn là đà điểu của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Ở đây nó sẽ bị hỏng chân nhé, không đứng được dậy, không đi lại được và dẫn đến là bị chết các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì vừa rồi mình đã chia sẻ và hướng dẫn tất cả các quý vị và các bạn những nội dung chính trong video mà cầm tay chỉ việc. Quý vị và các bạn nhớ theo dõi thật kỹ và thực hiện đúng những gì mà mình vừa chia sẻ để cái quá trình hoạt động kinh doanh đà điểu của quý vị và các bạn sẽ đạt được những cái kết quả tốt nhất các bạn nhé. Nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của quý vị và các bạn mà quý vị và các bạn gặp bất kỳ những khó khăn và vướng mắc gì thì quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới trang trại đà điểu Phương Nam. Số điện thoại hotline là 0912 600 611, website đà điểu phương nam.com, fanpage Phương Nam Food và trang trại đà điểu Phương Nam, kênh YouTube là Phương Nam TV. Bên mình luôn luôn sẵn sàng chia sẻ
đồng hành cũng như là hỗ trợ tất cả các quý vị và các bạn trong quá trình hoạt động kinh doanh của quý vị và các bạn nhé. Cái video này mình xin kết thúc tại đây. Phương Nam TV, trang trại Đại Điểu Phương Nam xin kính chúc tất cả các quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe. Kính chúc tất cả các quý vị và các bạn sẽ thực hiện thật tốt những gì mà mình vừa mới chia sẻ. Cuối cùng, xin được kính chúc quý vị và các bạn sẽ thực hiện thật tốt những kế hoạch của quý vị và các bạn đặt ra thời điểm hiện tại và trong tương lai. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.